Chúng ta bắt đầu thầy uh, phân tích cái đề uh, Thái Thịnh. Đây thầy chấm hết rồi đây. Thầy chấm hết rồi. Lát thầy sẽ đọc điểm của từng bạn một. Uh, phân tích lỗi sai nhưng mà từ từ phân tích ạ. Bây giờ sẽ đi chữa sơ sơ. Uh, rồi chữa qua qua một tí nhá. Trường Thái Thịnh đề giữa kỳ 2. Các bạn ấy cũng vừa mới thi xong. Một cái đề nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà điểm của chúng ta. Sàn 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 không cao lắm. Cao nhất là 9 điểm là bạn uh, Trúc Linh 9 điểm này. Bạn uh, Mai Trang 9 điểm này. Tiệp 8. ,5 nhá yeah, thế thôi còn lại thì điểm vẫn thấp đó. Mới mấy này nói thẳng ra là cái điểm được để để thầy chấm điểm cao thì cũng không phải là dễ yeah. chỗ nào trừ được là thầy trừ ấy mà rồi ok bây giờ ở cái câu đầu tiên nhá cái câu đầu tiên tính giá trị của a khi x bằng 25 thì a ra 31 này không có gì cả rút gọn biểu thức b rút gọn biểu thức b thì uh, bài số câu số 1 này câu 1 là cũng có vấn đề đấy Đề nó bảo câu 1, câu 2, bài 1, bài 2 thì ghi nó cứ ghi câu thì ta ghi câu, nó ghi bài, ta ghi bài, nó ghi A, ta ghi A, nó ghi 1, 2, 3, ta ghi 1, 2, 3. Thì chúng ta vẫn bị, có những bạn vẫn bị sai nha, vẫn bị sai. Rồi rút gọn biểu thức B, có 1 xong rồi, 0,5 điểm. Biểu thức A nó bằng 31, A nó bằng 31, câu này là 0,5 điểm. Câu thứ hai nó bảo là rút gọn biểu thức B, thì biểu thức B các bạn đều rút gọn được trong đó hi hữu có bạn có bạn bạn có bạn bạn ấy rút ra được mỗi thế này thôi x trừ đi 6 căn x cộng 18 đấy tất cả chia cho x trừ đi 2 căn x thế là loay hoay trái biết làm gì nữa không bao giờ một biểu thức rút gọn mà nó lại ra xấu xí thế này cả khi mà gặp như thế này biết ngay là mình gì nhỉ chưa rút chưa rút gọn xong chưa rút gọn xong để thế này thì các bạn vẫn có điểm nhưng mà sẽ không được điểm tối đa Đấy các bạn chỉ được 0,5 với lại 0,75 thôi Vẫn bị trừ điểm nhá Chỗ này nó mới đến đây Bởi vì đề học kỳ nên là thầy trừ 0,25 Vẫn bị trừ điểm ạ Chỗ này phải phân tích tiếp chứ Phân tích tiếp ra đoán rằng ở ở trên nó sẽ có nhân tử là căn x hoặc là căn x trừ 2 Đó. Mà căn x thì không được thì nó sẽ có căn x trừ 2 Ở dưới mẫu này nó là căn x nhân căn x trừ 2 mà để mình đoán ngay là trên tử sẽ có căn x mà không có căn x thì sẽ có căn x 2. Và rõ ràng nó sẽ được phân tích thành là căn x 2 Ta chủ động tách nó ra thành x 2 căn x. À x 2 căn x 4 căn x cộng với 8. Rồi. Thế là có căn x 2 chung ý mà. Căn x 2 chung, bên trong là căn x 4. Rồi tất cả chia căn x phí lắm. Trên căn x 2 rút gọn cái can x 2 đi còn can x 4 trên can bình thường thầy trả chữa cái này đâu nhưng mà thấy có bạn bị sai thế nên là phí điểm toán thì nhân 2 toán nhân 2 văn nhân 2 sơ xuất một tí là thôi ra d sợ lắm nhá chúng ta phải cẩn thận muốn cẩn thận được thì mình phải luyện nhiều Đấy. phân tích thành nhân tử bậc hai đây các bạn cũng có thể giải phân tích bằng máy tính mà nhá thì nói cái cách để phân tích bằng máy tính này biểu thức mà chúng ta thường gặp ấy đó là ax cộng với b căn x cộng với c đấy giả sử ta phải phân tích cái biểu thức này mình bấm máy nhá bấm máy giải như giải phương trình bậc hai ấy bấm máy giải phương trình bậc 2. đúng không bấm máy kiểu giải phương trình bậc hai giải phương trình bậc hai cái mẹo thôi chứ bình thường chúng ta phân tích nhần nhuyễn rồi khi mà chúng ta bấm máy giải phương trình bậc hai chúng ta được là hai cái nghiệm là x1 x2 được nghiệm là x1 x2 thì cái biểu thức kia kìa cái biểu thức ax cộng b căn x cộng c Đấy. bởi vì nó dễ quá nên có thể mà mình viết luôn nhé từ cái biểu thức này mình viết luôn ra cái cái kết quả phân tích được này Đấy. x chứa 6 căn x cộng 8 viết luôn là căn x chứa 2 nhân căn x chứa 4 người ta cũng chấp nhận mà bởi vì nó là dễ thế thì bấm máy được x1 x2 thì nó sẽ được phân tích thành như sau nó được phân tích thành A Đúng A là cái hệ số của x ấy. Đấy. nhân với căn x trừ đi cái nghiệm thứ nhất trừ đi x1 nhân với căn x trừ đi cái nghiệm thứ hai trừ đi cái 2 đó. Nó kiểu như thế. Đó. Ở đây ví dụ ta bấm máy chẳng hạn thì nó sẽ ra hai nghiệm là 2 và 4. Nó sẽ ra hai nghiệm 2 và 4 mà. Bấm thử mà xem, giải phương trình bước 2, bấm thử mà xem. Nhập hệ số là 1 6 8 thì nó sẽ ra hai nghiệm đó là 2 và 4. 2 và 4 thì nó sẽ được phân tích thành là căn x trừ nghiệm thứ nhất tức là căn x 2 nhân căn x 4. Cái mẹo mẹo ta làm. Và nhớ phân tích thì không được quên cái này đâu nhá. Các anh chị lên cấp 3 lại toàn hay quên thôi. Khi mà giải phương trình ấy bằng không bằng không thì ta bỏ được a. Thì ba kết quả nó vẫn đúng nhưng mà nếu mà phân tích ra mà bỏ a đi là là kết quả sai đấy. Nhớ chưa? Đấy, rất là tiếc cái chỗ này. Sau đó thì chúng ta kết luận là vậy b bằng này với x lớn hơn 0, x khác 4. X lớn hơn 0, x khác 4 với thức b như thế. Và được full một điểm. Tiếp theo bài thứ ba Uh, câu 1 ý 3 nhiều bạn không làm được mặc dù gặp rồi đúng không? câu 1 ý 3 thì thường có hai cách như sau nó bảo là cho biểu thức P bằng A nhân B P bằng A nhân B Thế thì giả sử mình không làm được mình cứ tính biểu thức P này ra là mình đã có nửa điểm rồi nếu các em tính đúng cái P bằng A nhân B là đã có nửa điểm nhá đã có nửa điểm rồi P bằng A nhân B lắp A vào lắp B vào lắp A vào nó là căn x cộng với Xin lỗi, x cộng với can x, nó là x cộng can x cộng 1, x cộng căn x cộng 1, cứ làm đâu người ta cho điểm đến đấy mà, nên là trong bài thi mặc dù là, à, mặc dù có thể là bài nào khó khó mà ta không làm hết bài, ta cứ viết hết ra, đúng không, viết được đến đâu viết, viết xong thì cũng đừng xóa, <laughs> à, nếu phát hiện sai thì xóa, còn nếu mà chưa phát hiện sai gì thôi cứ để đợi được, còn hơn là mình gạch đi, gạch đi là chắc chắn không có điểm nào. Đấy, năm ngoái học sinh thầy nó làm câu cuối cùng đại số đấy làm đúng ơi là đúng rồi nó nghĩ là ui sao lại dễ thế em không nghĩ dễ thế em cứ nghĩ là em sai thế là gạch đi cái thôi xong nó thay đổi cả một kết quả cả một kỳ thi luôn Đấy, biểu thức b bằng này các em dùng zoom thì nó sẽ không nghe tiếng quạt của thầy còn nếu mà dùng vov thì có ồn ồn một tí đến đây là đã có điểm rồi các bạn ạ b a nhân b à Ờ c đúng chưa nhỉ Uh, đây là mới là biểu thức a nhân b b nữa này là căn x trừ bốn trên căn x thì nó triệt tiêu cái căn x trừ bốn đi vậy p bằng x cộng với căn x cộng với một tất cả trên căn x đến đây đã có điểm rồi này nhá đến đây là thầy đã cho không phải năm rồi rất tiếc có những bạn không làm đến đây Ở nghĩ là không làm ra mà ừ. đến đây thì có hai cách làm thường nghĩ là so sánh p với hai so sánh một biểu thức với cái gì đó thì người đi người ta thường đi xét hiệu ta đi xét hiệu rồi so sánh nó với số không xét p trừ hai nói là xét p trừ hai thôi Và bằng này x cộng với căn x ui rồi ôi tiệp ơi là tiệp ơi câu này tiệp sai trên căn x trừ hai đến đây bắt đầu tiệp sai Đấy, quy đồng tiệp sai quy đồng không hiểu sao lại tự nhiên là lòi cái số 2 ở đây đấy, nó không có số 2 ở đấy đâu đây hai căn x trên căn x vậy nó sẽ là x cộng căn x cộng 1 trừ 2 căn x tức là x trừ đi căn x cộng 1 rồi tất cả chia căn x rồi đến đây bảo học chú ý này thì cái tử ở đây nó là bình phương thiếu cái bình phương thiếu này bao giờ nó cũng luôn lớn hơn không hoặc lớn hơn bằng không biểu thức này thì lớn hơn bằng không rồi rồi ta có này ta chứng minh tử dương mẫu dương này x trừ đi căn x cộng với một này người ta phân tích như sau này bằng này x trừ đi căn x này cộng 1 phần tư để ra hàng đẳng thức con ạ 1 phần 4 để ra hàng đẳng thức Một nửa cái hệ số này này Nửa hệ số của căn x ấy. Đấy. Cộng 1 phần 4 thì cộng với 3 phần 4 Chứ này lại trừ 3 phần ở Bạn Bảo Linh ơi Bảo Linh ơi Cộng 3 phần 4 trừ 3 phần 4 Thế mà vẫn cứ chém gió là nó lớn hơn không Chết ông chứ à. Cộng 3 phần 4 Vậy nó bằng căn x trừ đi 1 phần 2 Tất cả bình phương Cộng 3 phần 4 Đó. Cộng 3 phần 4 Sao ta lập luận để nó lớn hơn không à, Gì nhỉ căn x trừ đi 1 phần 2 tất cả bình luôn lớn bằng 0 3 phần tư dương từ đó suy ra cái tổng này lớn hơn 0 Ui, lập luận nó ra thế rồi là x lớn hơn 0 khác 4 đúng không hoặc là viết như bạn Trúc Linh ấy bạn ấy nói là gì ta có căn x cũng lại lớn hơn 0 với mọi x thỏa mãn điều kiện đấy với mọi x thỏa mãn điều kiện thỏa mãn điều kiện thì viết tắt cũng được với mọi x thỏa mãn điều kiện đấy tử dương mẫu dương từ đó suy ra là cái phân thức này dương suy ra là x trừ đi căn x cộng với 1 trên căn x lớn hơn 0. sẽ suy ra p trừ 2 lớn hơn không b trừ 2 dương và sẽ suy ra p lớn hơn 2 nhớ sau đó mình kết luận là vậy p lớn hơn 2 cứ cho một câu kết luận đi có mỗi vậy thôi mình đôi khi mà gặp người khó tính người ta trừ mất 0,25 mệt lắm nhớ nhá vậy p lớn 2 đây là cách thường làm ngoài ra thì có bạn Mai Trang bạn làm cách cũng rất hay đó là bạn ấy làm kiểu mịt mắt bạn ấy chứng minh rằng là p nhỏ nhất là bằng 3 thì luôn lớn bằng 3 thì chả lớn hơn hai nó coi như bài toán tìm min max này con đấy, như bài toán tìm min max đây này bạn ấy chia cho so rồi bạn dùng bất đẳng thức cosi đây đây là đây là cách thứ nhất và cách cách thường làm nhé cách thường làm là làm như thế này đấy bạn nào không làm được thì sau phải hoàn thiện lại nhé. như tất cả những cái bài mà các bạn lỗi hoặc là chưa làm được thì phải hoàn thiện lại cho thầy như này nhớ nhá Thì trình bày cách thứ hai, bài ba cách thứ hai của bạn mai trang này, đấy bạn mai trang bạn có cách rất là hay, bạn ấy cứ đi tìm min đi, đây là cách thứ hai, biểu thức p bằng a nhân b và bằng x cộng với căn x, x cộng căn x cộng một, bạn ấy không so sánh với hai vội, Đó, bạn đi tìm giá trị nhỏ nhất bằng x chia căn x bằng căn x cộng với một chia căn x, cho nó vào đây, cộng căn x trên căn x là cộng một sau đó mình áp dụng bất đẳng thức cô cho hai số dương căn x và 1 chữ căn x là được. Căn x cộng 1 chữ căn x thì luôn lớn bằng 2 lần căn của căn x nhân 1 chữ căn x. Tức là lớn bằng 2 đấy. Rồi nó cộng với 1 nữa. Đấy. Vậy P sẽ lớn hơn bằng, mình phải trình bày cẩn thận ra nhé. Còn đây thầy nói hướng thôi. Bằng 2 cộng 1 tức là P lớn bằng 3. P lớn bằng 3, P lớn bằng 3 mà 3 lại lớn hơn 2. Bắt cầu lại thì chúng ta sẽ ra P lớn hơn 2. Cái cũng rất, rất là hay cũng được phun điểm luôn em ạ vậy p lớn hơn hai ngọc hiểu không hiểu chưa đây a cộng b lớn bằng hai căn ab này căn x cộng một trên căn x lớn bằng hai lần căn x nhân một trên căn x bắt đầu từ cos đơn giản thôi nhưng mà nhiều bạn chắc có phải đến nửa nhóm thì không được điểm tối đa cái câu ba này mặc dù câu ba này mình chữa rồi giống giống với bài chữa rồi chúng ta chuyển sang bài thứ hai, bài thứ hai cũng có cái để nói. Phương Thanh có đây không? Phương Thanh ơi, Ph à Phương Thanh vào đây rồi, rồi ôi Phương Thanh bài trước, bài này tiến bộ hơn bài trước. Phương Thanh nhá đấy cũng bài phần trăm đấy. Phương Thanh lần trước là bị trừ điểm bởi vì làm sai luôn. Nhưng mà bài này Phương Thanh vẫn bị trừ điểm, nhá. Bài này Phương Thanh vẫn bị trừ điểm, um, tiệp bị trừ điểm, tiệp bị trừ nửa điểm bài này, tiếc không? toán này nhân hai nữa thì coi như em mất một điểm Đấy. phương thanh phương thanh bài này bài này không trừ điểm nhưng mà vẫn bị lỗi một tí đó là cái gọi x là sản phẩm y là sản phẩm thì xy phải thuộc n nhá thuộc n hoặc thuộc n sao và bài này á cả hai tổ mới sản xuất được 800 do đó là <laughs> tùy mình gọi cái gì nhỉ thì x phải nhỏ hơn 800 y phải nhỏ hơn 800 các bạn ơi Đâu xem nào. Theo kế hoạch hai tổ sản xuất là 800 sản phẩm. Ờ à, đề bài hỏi là tính số sản phẩm thực tế của mỗi tổ đã làm được. Tính số sản phẩm thực tế nhá, không phải là kế hoạch nhá. để chưa? Đề yêu cầu là tính số sản phẩm thực tế đã làm được. Thì thường là người ta hỏi cái gì mình đặt cái đấy. Ở đây các bạn thường đi đặt kế hoạch, đặt kế hoạch, kế hoạch là x, kế hoạch là y, thế thì x cộng y bằng 800, ừ, x y thuộc n sao nhá, x y thuộc n sao. Thôi đặt kế hoạch cũng được, nhưng sau khi ra kế hoạch rồi mình phải đi tính thực tế, bởi vì đề yêu cầu là tính số sản phẩm thực tế mà Tiệp ơi. Các bạn ơi, mấy bạn ý không phải mình Tiệp đâu. À, hình như là bạn Nhật Minh cũng thế, Nhật Minh có đây chưa? đó là lý do thầy đã nói rồi bao giờ làm xong tại vì trong quá trình làm mình đã mải mê tính toán rồi cộng trừ nhân chia các thứ rồi mải rồi nó bị cuốn theo cái bài làm rồi nên là khi mà làm xong bao giờ mình cũng phải đọc đề đọc lại đề đây chứ buộc đấy làm xong phải đọc lại đề xem đề nó hỏi cái gì nó trả lời đúng cái đấy và qua cái việc đọc lại đề ấy, thì mình sẽ kiểm tra được là xem là mình còn sót cái gì không đấy nhiều khi nó lại chèn câu vào đúng không? rõ ràng mình làm ra rồi nhưng mình không kết luận nó lại chèn câu vào nó hỏi thêm cái ý gì đó nữa chẳng hạn đấy nó, nó để kiểm tra cái tính cẩn thận của mình thôi mặc dù mình làm ra rồi nhưng mà mình không kết luận mình không được điểm á được không đấy, nên là bao giờ làm xong rồi thì nhắc lại nha bao giờ cũng phải đọc lại đề xem nó hỏi cái gì mình trả lời chính xác những cái đấy thế mình làm được mà thế nó hỏi số sản phẩm thực tế thế nhưng mà các bạn lại đi kết luận sản phẩm kế hoạch không được đúng không thế thôi. Và XY nó phải thuộc N sao nhá. X nhỏ 800, Y nhỏ 800. Ờ, thường đề bài hỏi gì ta đặt đấy. Nếu đặt sản phẩm thực tế thì bài này tính toán hơi khó. Bài này thì đặt kế hoạch là ok rồi. Đặt theo kế hoạch tổ 1, kế hoạch là X, tổ 2, kế, kế hoạch là Y. Thế nhưng sau khi tính XY xong thì phải nhân phần trăm lên để có thực tế nhá. Các bạn rõ chưa? Thế con tính toán thì chúng ta làm đúng hết rồi. Không ai sai câu này cả chỉ có bị trừ điểm bởi vì không tính ra đúng thôi bảo linh này tiệp này đúng không? thì chắc có hình như có một bạn nữa sao thế thôi ở bài số 3 bài 3 ý 1 thì các bạn đã làm rất là tuyệt vời rồi Duy có bạn bảo linh vẫn bị trừ điểm cày chứ này câu bài một sửa đi sửa lại sửa mãi rồi hệ phương trình vẫn bị trừ điểm Điều kiện xác định ở đây đó là x khác y và y cộng 3 lớn bằng không tức y lớn hơn hoặc bằng âm 3 bằng vẫn được nhá. Các bạn bỏ dấu bằng đi cái là toán nhân 2 là các bạn mất nửa điểm luôn. Xong. Y lớn bằng âm 3 bằng âm 3 cũng được nhé Bảo Linh nhá, Bảo Linh có đây không? Đấy, Bảo Linh đấy. Bảo Linh mắc nhiều lỗi tính toán lắm bài này mắc nhiều lỗi lắm ý thứ hai thì xin lỗi các bạn là trúng đề bài này làm rồi ạ đừng nhắn tin em uh, uh, nói luôn đi đừng 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 nhắn tin các bạn đừng nhắn tin nhắn thầy không đọc được đâu đang mài chữa bài 2 thì chữa rồi nhưng mà đa số các bạn làm được câu e còn câu b thì hay là mấy bạn học trước cái trong nhóm yếu yếu nhưng mà lại làm được một số bạn học khá khá thì lại bỏ <laughs> mặc dù bài này thầy chữa rồi đúng không Đấy. câu a thì các bạn đều ra hết đây đề bài nó cho như sau câu này thầy thầy phải chữa rồi câu này là lấy điểm tám rưỡi trong đề này Đấy, chưa có gì khó đâu y bằng m thằng x cộng hai a à, đề cho m khác không rồi thế mà trong bài làm các bạn chả ai lôi ra m khác không m khác không là cái đề cho kể cả đề không cho tí tạm phải ép nó khác không nhá Được rồi Tìm M để đường thẳng D đi qua điểm C, 4 chữ 2, dễ rồi. À, câu A thầy không chữa nữa. Ra M bằng âm 1. Ừ, ai cũng làm được, bài này ai cũng làm được. Phun điểm luôn. Câu B thì không phải ai cũng làm được, và trình bày nó hơi bị lỗi. Gọi A và B là giao điểm của D và OX và OI. Bảo Linh vẫn nhầm giao điểm với OX, giao điểm với OI nhá. OX lộn sang OI, OI lộn sang OX, nhớ chưa? Bảo Linh có đây không? Cho B nhá. AB là giao điểm của D với OX và OI. Đây lại phải trình bày lại thôi. AB là giao điểm của D với OX và OI. Với OX và OI. Đấy, tìm M để tam giác OAB vuông cân là mấy bài rồi cơ ấy. Thầy cho cá một phiếu luôn mà có trong một phiếu bao nhiêu bài lập lại thế này đúng không? Tìm M để tam giác OAB vuông cân OAB vuông. Đấy, lại cân nữa. Đề bài không yêu cầu mỗi cân mà phải có cả vuông nữa cơ. Vuông thì chúng ta phải khẳng định nó vuông rồi. Và để nó cân thì nó đã vuông tại O rồi nên là để nó cân thì nó phải cân tại O tức là OA bằng OB, kiểu như thế. Nhá. Rồi. AB là giao điểm của D với OX và Oy. Thế thì bắt đầu chúng ta giải nhá. À, chúng ta có này ta có này D này hai chấm này y bằng mx này cộng với hai này m khác không này đây là ta nhắc lại lý thuyết nhắc lại giả thiết thôi Đấy. có thể là chúng ta lập luận như bạn Ngọc Minh ấy, đó là cho x bằng không suy ra y bằng cho y bằng không suy ra x bằng kiểu như thế thế còn không thì chúng ta cũng có thể kẻ một có thể kẻ một cái bảng như thế này x y x bằng không y bằng hai đúng không? y bằng không nhầm luôn tính nháp ghi kết quả lại người ta chấp nhận đấy mẹ. trừ đi hai trên m im không thì ấy cũng trừ hai trên m. sau đó chúng ta kết luận rồi gì? d cắt ox tại d cắt x bằng không thì là cắt oy bảo linh nhầm nhầm trục nhá. d cắt oy tại tại điểm d nó cho là gì đấy? ab là giao điểm của d với ox. đây là oy rồi không 2 là giao với OI, đây là tọa độ điểm B. D cắt OI tại điểm B 0 2. 0 2 và cắt OX và cắt ghi hẳn chữ cắt ra. OX tại điểm A. E, Đó, à, tại điểm A e, trừ 2 phần m chấm phẩy 0. Đó, trừ 2 phần m chấm phẩy 0. Thì chúng ta vẽ minh họa nó ra, đúng không? Chúng ta vẽ minh họa một cái cái cái, cái, cái hình ra là tốt nhất. Đây thằng này đây là O, đây là x đây là y cắt đây tại 02 02 ở đây này Đấy, bởi vì em nhầm nên là em viết nhầm uh, vẽ nhầm 1 2 rồi a là trừ 2 trên m chấm phẩy không trừ 2 trên m bởi vì m chưa biết dấu không biết âm y dương nên là để ở đâu cũng được uh, để điểm a bên này cũng được điểm b bên a bên kia cũng được chả sao cả hay là nhìn thấy âm 2 trên m thì cứ để nó bên kia cũng nô uh, no vấn đề không vấn đề gì cả nhá b đây a à, rồi đây đây là trừ hai trên m nếu đã biết biết là trừ hai trên m rồi chả biết nó bằng bao nhiêu thì thôi ta cứ biết là trừ hai trên m thôi ta cũng không cần phải chia độ ở đây ra đâu nhá chứ còn ở các trục khác thì ta vẫn chia bình thường trừ một trừ hai đây là một hai kiểu như thế còn a bên kia thôi Từng ghi là trừ một trừ hai ở đây làm gì cả nhìn chưa Đấy, được ghi trừ 1 trừ 2 ở đây làm gì cả Đấy thế thôi Rồi đến đây là đã được nửa điểm rồi Bài này là 0.75 điểm nữa, Nhưng các bạn bị trừ nhiều lắm Đấy tam giác OAB đấy Rồi bây giờ nó bảo là tìm M để tam giác này vuông cân Bây giờ mình phải khẳng định nó vuông đã đề bài bảo đi tìm để cho nó vuông và cân mà Thế mà chả Có bạn chẳng khẳng định nó vuông tại O gì cả Bây giờ khẳng định nó vuông Đúng không à, Vuông à, Chúng ta có là A thuộc OX Rồi A thuộc OX B thuộc OI, B thuộc OI. Từ đó suy ra là tam giác OAB, tam giác OAB luôn cân tại O. Xin lỗi, luôn vuông tại O nhá Luôn vuông tại O. Đấy, câu này cũng đắt đấy. Tìm để vuông cân, luôn vuông tại O rồi. À, từ đây sẽ suy ra là để tam giác này vuông cân, tam giác OAB vuông cân, OAB vuông cân, vuông cân khi và chỉ khi điều này xảy ra khi và chỉ khi không? nó phải cân tại a tức là O uh, xin lỗi nó phải cân tại ô tức là đoạn oa phải bằng đoạn ob đó lập luận thế đã vuông tại ô rồi nên để cân ấy, thì nó buộc phải cân tại cân tại ô đây là điều kiện cần mà đủ luôn rồi không? <laughs> oa bằng ob thế thì uh, bây giờ chúng ta tính đoạn oa ra oa thì sẽ bằng trị tuyệt đối của xa đừng lấy xo chứ xa làm gì cả nó là trị tối của xa nó là đi thuyết rồi nó bằng trị tối đối của âm 2 chia m nếu bạn nào không viết được bằng 2 trên trị tối đối của m thì thôi cứ để là trị tối đối âm 2 trên m không vấn đề gì cả không thì viết được là hai trên trị tối đối của m thì tốt quá trị đối mà thương thì bằng thương trị đối trị đối mà tích bằng tích trị đối nhá trị đối một số âm thì mất dấu âm đi Hay bỏ dấu âm đi đấy oa đấy ob đâu ob sẽ bằng trị tối đối của ib B nó thuộc OI mà. Tức là bằng trị tuyệt đối của 2 bằng 2. Rồi, hai thằng này bằng nhau khi nào? OA bằng OB khi và chỉ khi 2 trên trị tuyệt đối của M bằng 2. Ui rồi ôi, giải phương trình này tiệp cũng giải này. Tự nhiên để trống một chỗ đoạn, đoạn rất là dài này. Cháu hiểu để trống để làm cái gì. Điều này tương đương với trị đối M bằng 1. 2 chia 1 bằng 2 mà. Trị đối của M bằng 1. Đứa nào vẫn ra M bằng 1 đấy nhỉ? Đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp là m bằng 1 hoặc m bằng trừ 1 m bằng trừ 1 sau khi tìm ra m rồi mình nhắm, nhắm lại xem là m có điều kiện gì không à có điều kiện này m khác không là điều kiện để bài cho do đó vẫn phải có chữ thỏa mãn điều kiện ở đây thỏa mãn điều kiện thì cả hai cùng thỏa mãn thì các bạn viết chung nó ra giữa này này Đấy, ra giữa hai giá trị m này thỏa mãn điều kiện à, vậy kết luận thôi câu mỗi kết luận là không phải 25 điểm nhưng các bạn trình bày cẩn thận nào vậy M bằng cộng trừ 1, M đúng không? thuộc cộng trừ 1 để tam giác OAB vuông cân. OAB vuông cân. Xong. Đó. Đây cũng chỉ là một cách trình bày thôi, một kiểu trình bày thôi. Còn mình có thể trình bày chi tiết nó ra ở đây nữa. Đúng không? X bằng 0 thì Y bằng cắt o, y tại. X bằng 0 thì ra cắt OY ạ. À. Y bằng 0 thì ra cái điểm cắt với OX. nhá yeah đấy đấy là một câu dễ thôi nhưng mà chúng ta vẫn bị lỗi mặc dù thầy chữa nhiều bài mẫu rồi đấy là câu số ba câu số 3 ok đến câu số 4 câu hình câu hình vừa chữa hôm nọ xong rồi <laughs> ơi vừa chữa hôm nọ xong vừa chữa xong tí nhỉ câu hình đấy cái bài min max ấy, ý cuối vừa chịu hôm hôm trước cách đấy một tí tẹo à, chứng minh là từ sang nội tiếp rồi ta sẽ dùng hình nha lấy hình đã à, bảo linh có trong đấy chưa bảo linh ơi không biết là các bạn có nhìn thấy đấy không lại nhìn 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 thấy hình không nhỉ các em có nhìn thấy hình ở trên ấy này không nó hơi mờ tí có nhìn được không Tiếp có nhìn được hình không Tiếp ơi Tiếp, tiếp nhìn à, Tiếp nhìn được hình ở trên này cơ à Ui kinh <laughs> rồi, Nó hơi mờ tí Ok à, Rồi, rồi. À, Có thể là để cho nó đỡ ngắt quãng Thì các bạn vào lại zoom cho thầy đi Vào lại zoom cho thầy Cũng Một số bạn tham gia zoom đấy đúng không Các bạn đăng nhập lại zoom giúp thầy nha thì thấy chữa đăng nhập lại một lần là xong thôi ok còn là ở VOV thì thôi cứ ở đấy thôi rồi ok mai thi rồi đúng không? đừng tính sai là ngon nữa. Mai Trang bài này 9 điểm, Trúc Linh 9 điểm, Trúc Linh trình bày bài này tốt tiếp thì làm xong không không đọc kỹ đề nên là kết luận sai. Đây câu hình đây. Rồi ok, chúng ta xem hình nha. Hình, hình chắc chỉ nói qua thôi tại vì bài này chữa rồi. Chữa qua cho một số bạn quên thôi nha. Ok, câu hình này cho đường tròn tâm mô bán kính R Ê, cho đường tròn tâm mô bán kính R đường tròn tâm mô bán kính R đường thẳng D không có điểm chung với đường tròn tại vẽ nó ở trên đây gọi C là một điểm thuộc đường thẳng D C là một điểm thuộc đường thẳng D qua C kẻ hai tiếp tuyến CA CB câu này gọi là chúng đề luôn đấy nhá chúng cả đề luôn đấy mà không cẩn thận mai đi thi lại chúng đề tiếp đấy kịp à cứ bình tĩnh mà viết nhá ừ. các bạn khác cũng thế thì uh, dễ trúng đề lắm thậm chí thi chính có thể trúng đề đấy trúng à, thì trúng không trúng thì cũng chả vấn đề gì đâu à, nó cũng là những cái câu quen thuộc thôi không có gì lạ đâu cho đường tròn tâm O bán kính r đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn à, C là một điểm nằm trên d qua C kẻ các tiếp tuyến CA, CB với đường tròn à, gọi D là hình chiếu của O trên d Ồ, gọi gì đây OK gọi D là hình chiếu vuông góc của O trên d à, vuông góc xuống <laughs> ok chứng minh là tứ giác OB OABC là tứ giác nội tiếp Những câu này quá quen rồi đúng không có khi chúng ta làm đến chục lần rồi OABC là tứ giác nội tiếp OACB cẩn thận nhá AOCB viết cẩn thận nhá AOBC AOBC để nó bảo là AOBC thì chúng ta cũng viết là lần lượt là AOBC nhá đừng viết lại là OACB hay là OBCA đưa viết đúng đề bài đề viết thế nào mình viết như thế ở đây nó nói là a o b c thế thì ở đây um, ca là tiếp tuyến ra là oa vuông góc với ca các thứ góc a 90 góc b 90 tổng 180 đây là hai góc đối nhau hoặc là đối diện hoặc là đối nhau chứ không phải là hai góc đối đỉnh đặc biệt các bạn dùng đối đỉnh đây không phải hai góc đối đỉnh nó là hai góc đối nhau trong tứ giác này nó là hai góc đối nhau còn đối đỉnh khác chứ đối đỉnh đối đỉnh khác chứ nó sao mà đối đỉnh được thế là đối đỉnh là bị trừ điểm rồi đúng không nó là hai góc đối nhau hoặc là ở vị trí đối nhau hoặc ở vị trí đối diện như ở trong sách nói là nó đối nhau em ạ đấy mà hai góc này hai góc này chứ cũng không đừng nói hai đỉnh hai góc này ở vị trí đối nhau nhá tổng hai góc đối bằng 180 độ thì tứ giác đó là tứ giác nội tiếp đấy là dấu hiệu ở trong sách giáo khoa đấy nhá đối nhau chứ không phải đối đỉnh đâu đấy thì em bảo là chúng ta phải trình bày đúng không để sửa để chữa chứ vào toàn chém lung tung để chém sai một cái đấy đối nhau mới đối đỉnh cái thế là thôi xong bản chất nó khác hẳn thôi đối đỉnh là hai góc như thế nào nó được tạo bởi các tí đối nhau đúng không? Đây mới gọi là hai góc đối đỉnh này. Nó chung đỉnh này, đấy, hai góc này mới hai góc đối đỉnh. Thế còn trong một tứ giác. Trong một tứ giác thì góc này và góc này được gọi là hai góc đối nhau. Góc này và góc này cũng được gọi là hai góc đối nhau. Nhá. Hai góc đối nhau, đây cũng là hai đỉnh đối. Đây cũng là hai đỉnh đối nhau. Đồng thời cũng là hai góc đối nhau. Còn đỉnh đối đối đỉnh khác chứ. Rồi, đây là cái lỗi. Câu sau. Gọi EF lần lượt là giao điểm của OD, OC với AB. Đấy, nó như thế này. Chứng minh rằng OE nhân OD, chứng minh rằng OE nhân OD bằng OF nhân OC. Ui, dễ quá. Thế thì phải chứng minh góc này bằng 9 độ. Nếu mà chúng ta mà không học kẽ, đứa nào vào chém gió luôn là vuông góc luôn ý, là bị mất điểm. Đấy, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ở kỳ 1 chúng ta học chúng ta chỉ được dùng là gì? CA bằng CB. CO là phân giác của góc C. OC là phân giác của góc O hết. Đúng không? Cùng lắm là OA bằng OB bằng R bằng nhau và bằng R. Còn không được dùng OC vuông góc với AB. OC vuông góc với AB thì chúng ta có nhiều cách chứng minh. Trong đó có một cách thầy nói là gì? Ta có OA bằng OB bằng R. Do đó O nằm trên đường trung trực của AB, CA bằng CB tính chất hai tiếp tục cắt nhau, suy ra C cũng nằm ở trên đường trung trực của AB. Suy ra OC là đường trung trực của AB và suy ra OC vuông góc với AB. Thì cũng có bạn chứng minh cái tam giác OAB, ta có tam giác OB cân này. OC là phân giác này, suy ra là OC OC cũng là đường cao. Thực ra đường cao của tam giác nói chính xác nó chỉ là cái đoạn OS này thôi. Đường cao là gì? Đường cao là đoạn thẳng nối từ đỉnh xuống, à kẻ từ đỉnh vuông góc xuống, đúng không? xuống chân này. Đường cao là chỉ đoạn OS nó đường cao thôi, còn nói OC là đường cao của tam giác OAB thì nó nó cũng không chuẩn đâu phải là chính xác là OC nó chứa đường cao thôi Đấy, hoặc là OC là phân xác của góc này suy ra OC cũng vuông góc với AB đó tốt nhất là trình bày cái cách đường trung trực ấy OA bằng OB bằng R suy ra O thuộc đường trung trực của AB CA bằng CB bằng CA bằng CB tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau suy ra C cũng thuộc đường trung trực AB từ đó suy ra OC là đường trung trực Đấy, chứ còn bình thường trong đáp án thi nó chỉ thế này thôi ta có OA bằng OB bằng R CA bằng CB tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau Suy ra OC là đường trung trực AB, thế là chấp nhận được rồi. Đấy. còn chúng ta cẩn thận thì ta biết là, ở ờ, O thuộc đường trung trực, C thuộc đường trung trực, suy ra OC là đường trung trực, đấy là cẩn thận quá. Được không sao, tốt quá. Nha. Thế thì nó vuông góc rồi, thì hai tam giác đều đồng dạng, tam giác OEF, OFE đồng dạng với tam giác ODC. À, chúng ta nên khi mà đọc hai tam giác đồng dạng, ấy, chúng ta nên đọc cái những cái ta uh, đọc từ cái góc chung đã ví dụ ở đây nó chung góc O thì chúng ta đọc là O sau đó đọc cái đến cái góc vuông OFE đồng dạng với ODC để cho nó đỡ lẫn đỡ nhầm đấy à, sau đó lập tỷ số thì chúng ta được là OF nhân OC bằng OE nhân OD và câu này cũng chính là cái câu để gợi ý làm ý cuối ý khó đúng không à, ý khó ở đây chỉ có C thay đổi thôi nhá C thay đổi làm cho CA CB thay đổi còn O cố định rồi đường thẳng D cố định rồi OD cũng cố định bài này đã chữa rồi đấy Câu tiếp câu 3, câu 4 ý 3. Câu 4 là mã nhé, chứ không phải 4 nhỏ đâu. Rồi là ý 3 chứ không phải ý C đâu nhá. Bảo Linh nhá, Bảo Linh, bài này trình bày ẩu lắm, sửa bao nhiêu bài rồi cuối cùng vẫn chứ trình bày linh ta linh tinh. Nó bảo ý 3 nên cứ ghi A B C. <laughs> Tìm vị trí điểm C trên đường thẳng D. Đấy vừa rồi chúng ta đã có cái tam giác đồng dạng và có tỉ số rồi nhá. À, có OE nhân OD bằng OF nhân OC rồi nhớ nhá tìm C trên đường thẳng D thầy chữa ý cuối cùng ý câu điểm chín rưỡi tìm C trên đường thẳng D để diện tích tam giác diện tích tam giác diện tích có thể dùng chữ S cũng được diện tích tam giác OEF đạt giá trị lớn nhất đạt giá trị lớn nhất đi thi không được viết tắt cũng không được dùng chữ min chữ max Min mắc lớp 12 mới được dùng Còn lớp 9 không được dùng chữ min mắc ở trong bài đâu Nó không có ký hiệu đó trong sách giáo khoa Lớp 12 thì được dùng Đấy, Tìm để sao cho diện tích này đạt giá trị lớn nhất Thế là chúng đề rồi Thì chúng ta có diện tích tam giác OEF uh, Tam giác OEF vuông tại Diện tích tam giác OEF này Cứ viết được đến đâu có điểm đến đấy mà Chúng ta kể cả không làm được tối đa thì cũng biết là ừ, tam giác này vuông tại EF đúng không? nên diện tích nó sẽ bằng 1/2 uh, OF nhân với lại EF. Đấy. thế là được ít ít thôi đúng không? Cộng với một ít ít ở đâu nữa thế là được không phải 5 kiểu thế. Chúng ta biết tối đa có thể chứ nhỉ. Đó, à, diện tích tam giác này bằng này, 1/2 tích của hai cạnh góc vuông. Đó. do là tam giác do tam giác OFE à, uh, vuông tại F À, vuông tại F nên là nó có cái công thức như thế rồi thế thì bây giờ diện tích bằng như thế nó tích hai số bây giờ đi tìm giá trị lớn nhất tích hai số thì chúng ta nghĩ xem là tổng hai cái này có không đổi không OF cộng EF có không đổi không à. thế không không suy ra được đúng không rồi chúng ta nghĩ xem là tổng bình phương có không thay đổi không ở đây OF bình cộng với EF bình thì bằng OE bình OE không đổi OE là đại lượng không đổi nhá rồi xét tam giác xét tam giác OFE rồi có OE bình phương thì bằng OF bình cộng với là EF bình phương rồi Pythagore Pythagore hay là định lý Pythagore hay... định lý Pythagore Pythagore cũng được định lý Pythagore rồi OE thì đâu OE tại sao nó không đổi nhỉ chúng ta lập luận để OE không đổi nhá À, hay thôi cứ đánh giá đã nhỉ rồi là OF bình OF bình cộng với EF bình bắt đầu thức sĩ cũng được lớn hơn bằng hai lần OF nhân với lại EF hoặc là đặt x là đặt y như là thầy làm lần trước ấy để cho nó dễ dễ nhìn rồi đây chúng ta có là OF bình cộng với lại EF bình thì lớn bằng hai lần OF nhân với lại EF rồi giải thích là bất đẳng thức cosi bất đẳng thức cosi cũng được ừ. thực ra chúng ta có bất đẳng thức là a bình cộng b bình lớn mà hai ab nó đúng với mọi ab không cần thiết phải dương luôn nhá yeah. đây thôi giải thích thế này thôi cũng được ừ. OF bình cộng với EF bình thì lớn bằng hai lần OF nhân với EF. OF nhân EF thì bằng hai lần diện tích tam giác này này. Ừ. Vậy từ đó suy ra là OE bình phương OE bình phương sẽ lớn hơn hoặc bằng OF nhân với EF thì bằng hai lần diện tích không? hai uh, là hai nhân với lại hai lần diện tích của tam giác OEF. Từ đó suy ra diện tích tam giác OEF OEF nó bé hơn hoặc bằng OE bình phương trên 4. Có bạn lại nhầm OF bình phương hoặc là đầu nghĩ OE nhưng mà viết thành OF. Thế đến đây thì Thanh cũng làm được đến đây nhưng mà Thanh lại không nói được cái OE nó không đổi. Chứ còn đánh giá được đây mà OE là đại lượng vẫn thay đổi thì cũng chưa phải là giá trị lớn nhất đâu Giá trị lớn nhất là phải giá trị nó không thay đổi cơ Nhá đó, không thay đổi Bây giờ chúng ta phải chứng minh được OE không đổi nữa Sau đó thì giải dấu bằng xảy ra thì xong Tại sao OE không đổi Thì theo câu 2 đúng không Ta có tiếp Ta có này Ở ý 2 là chúng ta có rồi Có OE Nhân với lại OD Ta có OE nhân OD thì bằng OF nhân OC bằng OF nhân OC. Các bạn mở ngoặc ra theo ý 2, uh, theo 2. Đó. Theo ý 2 thì chúng ta có điều đó. Thế từ đây suy ra OE OE nó sẽ bằng là OF OF nhân OC à? Ô từ từ đã, OF nhân OC. đấy từ từ để rút vội. OF nhân OC này. OF nhân OC thì lại bằng OA bình bằng R bình đấy, phải chứng minh chứ. Đúng không? Uh, tam giác nói tiếp nhỉ tam giác OAC OAC vuông tại vuông tại A vuông tại A có AF là đường cao AF là đường cao nói thế thôi từ đó suy ra OF nhân với lại OC OF nhân OC thì bằng OA bình bằng OA bình tức là bằng r bình giải thích là hệ thức lượng trong tam giác vuông hệ thức lượng trong tam giác vuông tam giác vuông rồi móc nối lại móc nối hai cái này lại chúng ta sẽ được suy ra OE nhân với lại OD nó bằng R ER bình bằng R bình không đổi rồi đấy đúng không suy ra rút được OE ra đoạn OE sẽ bằng R bình trên OD R bình trên OD à, OD là đại lượng không đổi ạ à. cái này không đổi các bạn chỉ cần ghi là không đổi thôi không cần giải thích nhiều đâu cái này là không đổi đừng ghi chữ cố định nhá cố định là điểm cố định đường cố định chứ còn đây là giá trị đúng không giá trị độ dài trên độ dài đấy kiểu thêm như thế thì nó phải là không đổi chứ không phải là cố định đâu à, oe bằng này rồi đây gọi là một đúng không đây gọi là hai từ một và hai suy ra từ một và hai suy ra được cái diện tích của tam giác OEF ấy. Diện tích tam giác OEF nó bé hơn là bằng OE bình, Như cái này bình phương ở trên 4 cơ. OE thì bằng cái này, bình phương lên nó là r bình, r mũ 4 đó. Chia cho 4 lần OD bình. 4 lần OD bình. Đấy diện tích tam giác ấy. À, nó luôn bé bằng cái này. À, dấu bằng xảy ra khi giải dấu bằng xảy ra. Khi nào dấu bằng xảy ra? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi cái mà mình cosin nó phải bằng nhau OE OF bằng EF OF bằng EF OF bằng EF OF bằng EF, OF bằng EF. thì về khi cái tam giác OFE vuông cân đúng nhỉ nó cân nó vuông rồi bây giờ nó phải vuông cân điều này tương đương với tam giác OEF vuông cân tại F vuông cân tại F tiếp đi giải cái dỗ bằng xảy ra cũng thấy cũng dài dài cũng mệt lắm Đúng không? À, nó vuông cơ tại ép thì khi khi cái góc ô kia bằng 45 độ thế là được rồi điều này tương đương với à, không biết là các bạn có nhìn được ở dưới đây không Đó. Đấy. nó vuông rồi nên để nó vuông cân thì chỉ cần cái góc ô này bằng 45 độ thôi các bạn ạ tam giác vuông mà có một góc bằng 45 độ thì nó sẽ là tam giác vuông cân nhá tức là FOE bằng 45 độ Đấy, tương đương với tam giác FO, góc FOE, góc FOE bằng 45 độ, 45 độ. Điều này tương đương với, ta đưa nó về góc là COD, góc COD bằng 45 độ, 45 độ. Đấy, rồi chúng ta lập luận được, uh, đề nó hỏi là vị trí điểm D đúng không? À, tìm C, tìm C trên D. Đấy, 45 độ, 45 độ, điều này tương đương với tam giác. COD, à, COD vuông cân tại D, à, vuông cân nó vuông sẵn rồi mà, vuông cân tại D. Đấy, điều này tương đương với DC bằng DO. Vậy điểm C nó phải cách điểm D một cái khoảng bằng bằng DO. À. Điều này tương đương với DC bằng DO. D hỏi gì trả lời đấy, tìm vị trí điểm C trên đường thẳng D để diện tích này đạt giá trị lớn nhất. Vậy các bạn kết luận là gì? À, vậy vị trí của điểm C trên đường thẳng D là DC bằng DO Đấy, sao cho à, sao cho DC bằng DO Để diện tích cái này lớn nhất Đặt giá trị lớn nhất bằng R mũ 4 trên 4 OD bình Kiểu như vậy Thế kết luận sao? Chúng ta còn thiếu bước kết luận đó là sao? Nhá Nó bảo hỏi vị trí điểm D Nó không hỏi là vậy giá trị lớn nhất là bao nhiêu nó hỏi vị trí điểm C đâu thì chúng ta phải kết luận được là gì? Vậy điểm C nằm trên đường thẳng D sao cho DC bằng DO nó sẽ có hai vị trí điểm C đấy, điểm C bên này, điểm C bên này nữa. Để diện tích đấy lớn nhất và lớn nhất bằng r mũ 4 trên 4 OD bình. Đấy là ý cuối hình. Ở thầy đánh giá câu này là câu lấy điểm 9 rưỡi. Cực trị hình học. 9 rưỡi. 9 rưỡi thậm chí là 10, nhưng chữa rồi nhé, chữa rồi lần trước chữa rồi chữa lớp rồi chữa lớp rồi thế đến câu cuối nhá bạn nào buồn ngủ thì đi ra sửa mặt một cái để thầy 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 chữa câu cuối Đấy, thầy chữa câu cuối thầy bổ sung kiến thức luôn kiến thức thì cũng nói rồi nhưng cũng không có gì mới cả <laughs> Bảo linh ở đây không mấy bạn không làm được thầy chữa có hiểu không ờ uh, mai trang có làm được cái này này bảo ngọc có hiểu không Giờ sau uh, phải trình bày lại hết nhá những cái đề mà thầy chữa rồi thầy sẽ kiểm tra lại cái trình bày của các em đấy không không uh, chữa để đấy đâu nhá tự nhiên thầy viết chi tiết ra như thế này rồi vứt đấy cố mà hiểu không hiểu thì báo để thầy giảng lại <laughs> Thời, chúng ta sang cái ý cuối cùng mục tiêu của chúng ta là chín cộng chín cộng mà toàn học những bài dễ thì lấy đâu ra chín cộng Đề làm sao nó có 10 câu dễ được Nó phải có câu khó chứ đấy, Câu dễ mình làm được Mình làm hết đề mà chúng nó làm hết đề Thì mình bằng chúng nó à? Phải làm được những cái câu khó Mình làm được chúng nó không làm được Thì mình mới hơn được chúng nó chứ Đấy, đấy, theo thống kê là Năm nay chỉ có 56, 55, 56% Các bạn đổ, đổ được Đổ được à, trường công lập thôi Còn lại học dân lập hết <laughs> cố gắng còn mấy tháng nữa Kể cả bây giờ bắt đầu học cũng được Cũng kịp nếu các bạn quyết tâm Thế <laughs> ở nhà bỏ bếp điện thoại đi nhá Điện thoại rồi uh, internet, internet các thứ Học xong thì, thì nộp cho bố mẹ à, Đêm này cứ ôm điện thoại học làm sao được <laughs> toán nhân hai văn nhân hai cố gắng mỗi môn một tí các môn khác nói kệ nó thì cũng hơi quá đáng nhưng mà thật sự là kệ nó các bạn cố gắng nhất có thể thầy cô cũng nâng ở trên lớp ấy mà Còn tập trung toán văn với ngoại ngữ thôi đấy là cách học khôn không gì cả, cái môn gì cũng siêu sao <laughs> khó lắm không không cần thiết phải thế đâu không? thiếu thiếu tí cô thầy cô cũng nâng ấy mà Câu 5 cho hai số thực dương AB tổng bé hơn bằng 4 tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức 1 trên P bằng 1 trên A bình cộng B bình cộng với 25 trên AB cộng với AB câu câu gọi là câu điểm 10 đúng không? câu số 5 câu 5 thì các bạn nhớ cho thầy cái ở đây thầy đã trình bày hai cách thầy biết đấy để cho mấy bạn xem đấy chú ý cái bất đẳng thức cosi cộng mẫu ấy. thầy bổ sung kiến thức nhá lý thuyết ấy. lý thuyết là bất đẳng thức bất đẳng thức cosi bất đẳng thức cosi cộng mẫu cộng mẫu à, hay nó còn gọi là bất đẳng thức uh, svaxer. nhưng mà các bạn không cần mình lôi nó ra đâu kể cả chữ bất đẳng thức cosi cộng mẫu cũng không cần svaxer cũng chả cần thì các bạn chỉ nhớ nội dung bất đẳng thức và các bạn nêu nó ra rồi là chứng minh các phải chứng minh mới được dùng thi thường thì phải chứng minh mới được dùng nhá bất đẳng thức cosi cộng mẫu nội dung nó như thế này này nhắc lại thôi chứ ở trên lớp cũng nói rồi Đó. ở trên lớp cũng nói rồi cho số x y lớn hơn không cho x lớn hơn không y cũng lớn hơn không còn ab không cần lớn hơn không ab thuộc r thôi đấy ab là hai cái số bất kỳ x lớn không y lớn hơn không thì chúng ta sẽ có ta luôn có ta luôn có a bình trên x cộng với b bình trên y nó luôn lớn hơn hoặc bằng a cộng b tất cả bình trên x cộng y trên x cộng y Đấy, luôn có điều này dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi khi nào xảy ra dấu bằng để các bạn chép lại đi dấu bằng xảy ra khi và khi Uh, A chia cho x bằng B chia cho y hay ta nhân chéo nó lên là AI bằng BX kiểu thế A nhân y bằng BX đây là cái cái gì đây tỷ lệ thức đấy tỷ lệ thức thì các bạn chép lại cho thầy đi đấy, mở vở ra chép lại đi <laughs> luyện thì mới làm được câu câu khó chứ không thì làm sao mà làm được đó đó nó có cái bắt đẳng thức này thầy đã giải bằng theo hai cách à? cô si cũng được và cô si cũng mẫu cũng được mà mà uh, bất đẳng thức cô si đơn thuần cũng được. Tất nhiên sẽ chắc chắn là nó sẽ còn cách khác nữa đấy. Bài cuối thì thường có nhiều cách lắm nhá. Đây gọi bất đẳng thức cô si cộng mẫu, đây cộng hai cái mẫu lại với nhau đây. Mẫu này x này cộng với mẫu y này. Thế còn ở trên này a bình b bình thì tôi viết thành a cộng b tất cả bình. Ta luôn có điều này. Thì có thể ở trong bài làm thì các bạn viết bất đẳng thức ra các bạn dùng đi sau đó chứng minh sau. Đấy, nếu mà không có thời gian chứng minh hoặc khó chứng minh quá là dễ dàng có ừ. ta có điều này thế thôi chém gió thế bắt đầu xuống dừa thì ở đây chúng ta sẽ chứng minh cái bất đẳng thức này nhá sau đó thì áp dụng nó vào đây để làm được chưa Đấy, bắt đầu đi chứng minh cái bất đẳng thức này đấy, ta có điều đấy ta, ta sẽ đi chứng minh nó chứng minh bài toán phụ đấy ừ. tại sao lại như này chứng minh cũng dễ lắm đúng không? đây thầy gọi nó là một một à ơ ờ, nhưng mà chết chứng minh thế nào nhỉ mai trang có làm được không em ơi mai 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 trang nghe cái này chưa có nhớ là thầy đã nói ở trên lớp không ừ, rồi ạ. thầy nói ở trên lớp không thầy đã có nói lần nào ở trên lớp chưa ừ, hình, như hình như là rồi thôi à rồi ở thế thế chứng minh thì theo em mình sẽ chứng minh thế nào theo em thì chứng minh thế nào em 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 chứng minh được không alo đấy để chứng minh cái này thì chúng ta có thể quy đồng lên đó chúng ta quy đồng lên rồi nhân chéo quy đồng rồi chuyển vẽ các thứ là nó nó sẽ ra ơi cái này ta chứng minh sau nhé bây giờ ta áp dụng luôn đã đã áp dụng cái bất đẳng thức này vào nhé chứng minh sau gọi là bài toán phụ đấy, ta có điều này mở ngoặc chứng minh sau sau đó gì làm xong người ta sẽ ghi là chứng minh về toán phụ. Uh, số 1. À. Thì ta có này, biểu thức B này. Thì uh, bằng này. 1 trên A bình cộng B bình, 1 thì thay viết nó thành 1 bình ý, kiểu như thế. Rồi cộng với đó, cộng với 1 trên 2AB, cố tình viết tách ra thành 1/2AB, 1 thì lại viết thành 1 bình ý, 2AB. Thế là 1/2 AB đây là 25 trên AB còn đây là 1 phần 2 AB thì lại còn lại nó là gì nhỉ các bạn ơi còn lại nó là gì đấy 25 trừ 1 phần 2 25 trừ 1 phần 2 là bao nhiêu 50 phần 2 đúng không 25 trên AB tức là 50 phần 2 đây mất 1 phần 2 rồi còn 49 phần 2 ạ à. 49 phần 2 AB Kiểu đấy. Chỗ này 25 trên AB nhá, chúng ta viết là nhân 2 này, thì 50 trên 2AB. Dùng 1 trên 2 b rồi còn 49 trên 2 b cộng với AB đó. Tất nhiên là trước đó thì chúng ta cũng uh, Cũng dự đoán dấu bằng xảy ra rồi ấy mà Dự đoán dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng 2 Đấy, Dự đoán dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng 2 nhé A bằng B bằng 2 Đấy, Dự đoán là thế Đấy, Chúng ta sẽ dùng bất đẳng thức ở trên Áp dụng bất đẳng thức trên cho cái này Chúng ta được là 1 trên Ok, 1 trên A bình cộng B bình cộng với 1 trên 2AB nó là một bình đấy, một bình đấy. Nó lớn bằng 1 cộng 1 tất cả bình chia cho à, A bình cộng B bình cộng 2AB. Lấy hai cái mẫu cộng vào thôi. Thế cái này nó sẽ là bằng 4 trên A cộng B tất cả bình. A cộng B tất cả bình. Đề nó lại cho gì? A cộng B bé bằng 4 ạ à. A cộng B bé bằng 4 A cộng B bé bằng 4 thì 4 A cộng B tức là bình sẽ bé bằng 16 Thế 4 trên cái này lại luôn lớn hoàn bằng 4 trên 4 bình Cứ viết đi rồi giải thích sau Cái này là bằng 1 phần 4 4 trên 4 bình thì cái này là 1 phần 4 đúng không? Chúng ta giải thích là vì A cộng B luôn bé bằng 4 ạ à. bé bằng 4, cái này do giả thiết Ừm mẫu bé hơn bằng thì cái phân số này nó sẽ lớn hơn bằng vậy nó lớn bằng riêng cái này đã lớn bằng 1 phần tư rồi thế còn cái còn lại nha chúng ta tách cái còn lại này biểu thức này lớn bằng 1 phần tư này còn phần còn lại này 49 trên 2 AB 49 2 AB cộng với AB AB bây giờ lại có nhiều cách đúng không? bây giờ chúng ta nhát này dấu bằng xảy ra khi A bằng B đúng không dấu bằng xảy ra khi A bằng B đến đây lại có hai cách làm hai cách làm Giả bằng xảy ra khi a bằng b bằng 2 nhá. a bằng b bằng 2. Thì chúng ta xem a a bằng b bằng 2 thì chúng ta dùng cái này. Đúng ừ. Nháp này. Nháp. Dự đoán là a bằng b bằng 2. a bằng b bằng 2 thì a nhân b sẽ bằng 4. a nhân b sẽ bằng 4. Đúng không? a nhân b sẽ bằng 4. a nhân b sẽ bằng 4. Đây a b này chúng ta sẽ tách ra một phần của bao nhiêu đó trên AB bao nhiêu đó trên AB để cô si với nhau thế còn lại là sẽ thành còn bao nhiêu đó A trên B đó chúng ta nghĩ 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 xem chúng ta phải cộng bao nhiêu đây bao nhiêu phần trên AB để sau cô si hai số này cho nhau hai cô si hai số này với nhau này với A bằng B bằng 2 rồi chúng ta nháp nhá AB A, bằng 2 thì A nhân B bằng 4 này thì cái biểu thức này cũng phải bằng 4, cũng phải ra bằng 4. Thế thì cái hỏi chấm chia AB để bằng 4. Điều này tương đương với cái hỏi chấm này chia cho 2 x 2 chia 4 phải bằng 4. Vậy cái hỏi chấm đấy chính là bằng 16 ạ. À. Ta không cần phải giải thích cái này đâu, chỗ này là chúng ta nháp nói chuyện với nhau thôi. Vậy chỗ này chúng ta tách thành 16 trên AB không phải giải thích. Đó, 16 trên AB để đảm bảo dấu bằng xảy ra đấy. Đấy, 16 trên AB. Thì chúng ta nghĩ xem 16 trên AB thì chỗ này còn bao nhiêu? Đây đang ở 49 phần 2 AB. 16 trên AB tức là 32, đúng không? 32 trên AB, trên 2 AB đấy. Ở đây có 49 mà lấy mất 32 rồi. Thì còn 17. Vậy chỗ này còn 17 AB. 17 trên AB. Hiểu không? Đúng không? À, xin lỗi, 17 trên 2 AB chứ. 17 trên 2 AB đây là 32 trên 2B này Đây 17 trên 2B này Hy vọng các bạn hiểu cái chỗ thầy tách này Cái số 16 này được tính toán ở nháp đấy Được tính toán ở nháp đấy Và đây cũng chỉ là cách một thôi Là thầy để nguyên cái AB này Tách cái này ra để cô si với AB Thế nhá à, Bây giờ cô si là nó ra Đánh giá nhá Ok Nó cứ đảm bảo số bằng xảy ra khi A bằng B bằng 2 áp dụng bất đẳng thức Yoshi cho hai số này thì nó riêng hai số này nó lớn bằng hai lần căn bậc hai của 16 trên AB này rồi nhân với AB này tức là bằng 2 nhân 4 tức là bằng 8 cái này bằng 8 vậy cái này lớn bằng 8 rồi thế còn cái này lớn bằng bao nhiêu thì chúng ta phải xem AB nhỏ bằng bao nhiêu chúng ta lại có A nhân B A nhân B thì nhỏ hơn hoặc bằng ở đây nó cho A cộng B à ok cô xin cho A cộng B đi ta có A cộng B luôn lớn bằng 2 căn AB bất đẳng thức cosi. Cái này quá quen rồi, không cần phải giải thích cho các em nữa nhá. A cộng B lớn bằng 2 căn AB. Mà a cộng B bé hơn bằng 4 ạ. A cộng B bé hơn bằng 4. Chúng ta sẽ suy ra là căn AB sẽ bé hơn bằng 4 chia 2 được 2. Suy ra AB bé hơn bằng 4, bình phương hai vế. AB bé hơn bằng 4 thì 17/2AB suy ra 17/2AB sẽ lớn bằng 17 phần 2 nhân 4. Tức là lớn bằng 17 phần 8 đấy. Lớn bằng 17 phần 8. Vậy chỗ này lớn bằng 17 phần 8. Thế các bạn cộng hết nó lại thôi. Đó cộng hết lại. Đây gọi là 2. Đây gọi là uh, 3 đúng không? Đấy. Từ 2 và 3. Người ta suy ra. P sẽ lớn hơn bằng. P sẽ lớn bằng. Cái này lớn bằng 1 phần 4 này. Cái này lớn bằng 8 này, cái này lớn bằng 17 phần 8 này, cộng hết nó lại, như là 83 phần 8 thì phải, 83 phần 8, đấy, lớn bằng 83 phần 8, cộng hết nó lại, 17, cộng hết. B lớn bằng 83 phần 8, dấu bằng xảy ra khi tất cả dấu bằng ở đây xảy ra, dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng 2. Và kết luận giá trị nhỏ nhất là 83 phần 8, đạt được khi A bằng B bằng 2, rất thiên câu khó tất nhiên là câu khó được chưa các bạn ơi đó được 10 nó cũng toàn bọn chuyên đấy mà nhưng mà cái này cũng không thoát được đâu lên lớp 10 chúng ta lại học tiếp lên lớp 10 lại có bất đẳng thức cô si bu nha các thứ lớp 10 lại học tiếp đây là một cách nha đây là một cách đó. thế còn các bạn nào mà mai thi thì thôi có thể cho thoát ra cũng được không cần nghe nữa bạn nào rảnh thì nghe tiếp còn nếu mà không thì thôi chúng ta hiểu cái này thôi, còn bất đẳng thức này thì thầy chứng minh rồi trong vở đấy, có thể về nhà xem có thể là quy đồng nhân chéo các thứ nó ra rồi phân tích, không? phân tích thành nhân tử nó ra toàn biểu thức lớn hơn mà không mà. nhớ x lớn không, y lớn không rồi nhé nhân quy đồng lên rồi nhân chéo ra chuyển về, cái này thôi để các bạn về nhà tự trình bày lại, xem lại vở thì đây là một cách Uh, ngoài ra thì chúng ta có những cách khác nữa chúng ta có cách khác nữa là đưa về cái ẩn t bằng a nhân b ấy. lần trước thầy làm đấy thì bài cả theo cái cách thứ hai để cách một dùng bắt đẳng thức côsi cộng mẫu rồi ai bận mai thi học kỳ thì có thể để có thể thoát rồi ai nghe được thì nghe không thì xem xem video cũng được <laughs> làm lấy chín rưỡi thôi nhỉ. đừng làm sai, đừng nó hỏi là thực tế thì mình lại đi kết luận kế hoạch, kiểu như thế, đó. Rồi rút gọn cho nó đúng vào, làm bài xong thì phải kết luận, mỗi kết luận không phải hai năm, thế thì làm những cái này vất vả ơi là vất vả mới được không phải năm, thì đừng sai những cái linh tinh nữa, Đây là cách mục. dùng bắt đẳng thức COSI cộng mẫu kết hợp với mấy bát thẳng thức oxy ở dưới đúng không khó mai ngọc có thiêm không, không 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 phải thi gì à ở cách hai thế này này vẫn phải bám vào giả tiết a à, vẫn phải bám vào dự đoán là dấu bằng xảy ra khi a bằng b bằng hai gọi là dự đoán điểm rơi đấy AB ở đây nó bình đẳng nhau nên là dự đoán là nó đạt giá trị nhỏ nhất khi a bằng b bằng hai đây là dự đoán của chúng ta Được. cái thứ hai là hướng là thầy sẽ đưa về ẩn là a nhân b sau đó đặt t bằng a nhân b thế rồi do sau đó tách kép các thứ để nó ra nhá rồi chúng ta có này bắt đầu biến đổi này ta có biểu thức p sẽ bằng là a à, thôi a bình cộng b bình đi ok rồi chúng ta có a cộng b nhỏ hơn bằng 4 bình phương nó lên đây do giả thiết suy ra là a cộng b tất cả bình phương AB dương cái này lớn hơn không ạ thì bình phương được AB A cộng bế tất cả bình sẽ bé bằng 16 16 sẽ suy ra là A bình cộng B bình sẽ nhỏ hơn bằng 16 trừ đi 2AB 2AB là tách nhân tung hàng là thức ra rồi chuyển vế sang bên này thế thì uh, A bình cộng B bình nhỏ hơn bằng cái đó thì sẽ suy ra là 1 chia cho A bình cộng B bình 1 trên a bình cộng b bình bài này thì sẽ cách này thì không dùng bất đẳng thức si cộng mẫu đâu cô si đơn giản bình thường thôi lớn bằng 1 chia cho 16 trừ 2 ab 1 chia 16 trừ 2 b đấy lớn là bằng này rồi từ đây sẽ suy ra p lớn bằng một biểu thức của a nhân b p sẽ lớn bằng 1 chia cho 16 trừ đi 2 ab cộng 25 chia cho ab cộng với ab hiểu không rất là dễ đúng không Đấy. đặt t bằng a nhân b thì chúng ta sẽ có p lớn bằng 1 trên 16 trừ đi 2 t cộng với 25 chia cho t cộng với t mở ngoặc với t bằng a nhân b với t bằng a nhân b rồi vậy biểu thức p đã lớn bằng một biểu thức toàn t thôi một ẩn thôi bài toán trở thành là đi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này này ngày trông kinh không để với t bằng a nhân b t bằng a nhân b <laughs> thế thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải bước một nhé là vừa, vừa rồi là chúng ta đã đẩy về t là một biến thôi gọi là dồn biến đấy dồn biến nó đang từ hai ẩn a b trở về một ẩn thôi Mười, là t thôi một ẩn là t thôi đây sẽ thoát lại cái zoom cái cho một số bạn mà bạn nào mà các bạn tham gia Zoom thì có thể vào lại cho thầy nhé. Mục tiêu là 9 cộng 10 mà. Không làm những câu khó thì lấy đâu ra. Rồi, rồi, ok. Rồi, đến đây Trúc Linh có hiểu không Trúc Linh ơi? À, biểu thức P lớn bằng cái này T lớn bằng này bây giờ chúng ta phải chặn T T bằng A nhân B bây giờ chúng ta phải chặn T T bằng A nhân B đây A nhân B đây phải chặn chúng ta có vẫn có này có này 4 lớn bằng AB để bài có cho mà A cộng 4 lớn bằng A cộng B A cộng B thì lại lớn bằng 2 căn AB lớn bằng 2 căn B từ đây suy ra là căn AB bé bằng 4 chia 2 được 2 căn AB bé bằng 2 suy ra A nhân B bé bằng 4 vậy suy ra T nó bé bằng 4 T bé bằng 4 A dương B dương nữa A lớn hơn 0 B lớn hơn 0 Đấy, suy ra T lớn hơn 0 vậy chặn được T rồi vậy suy ra là 0 bé hơn T bé hơn hoặc bằng 4 chúng ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này không nhỏ hơn t nhỏ hơn bằng 4 chúng ta dự đoán là nó nhỏ nhất khi t bằng 4 tại vì t bằng a nhân b a bằng b bằng hai mà vậy t bằng 4 nhầm nhầm trong đầu là t bằng bốn rồi được chưa t bằng bốn rồi bắt đầu chúng ta lại nháp tiếp này Ê, chúng ta nháp tiếp nha t bằng bốn ở trong đầu chúng ta nghĩ là t bằng bốn rồi điểm rơi đạt được là khi t bằng bốn à, bây giờ chúng ta sẽ tách ghép để cô si được này Đấy, bây giờ một trên 1 trên 16 trừ đi 2T Thì xem nó bằng bao nhiêu Khi T bằng 4 Để chúng ta cô si với Bao nhiêu lần 16 trừ 2T Đấy, Cô si với bao nhiêu lần 16 trừ 2T Bây giờ các bạn nghĩ xem nhé Đấy, Thêm bớt đấy bao nhiêu lần Rồi Tiếp theo là 25 trên T đúng không 25 trên T Nghĩ xem nó bằng bao nhiêu này thì phải cộng với bao nhiêu lần t để có thể cosi mà vẫn đảm bảo dấu bằng xảy ra khi t bằng bốn hai cái số cosi nó phải bằng nhau thì mình phải đi tìm cái hỏi chấm này này thế sau là thừa thiếu lại là bao nhiêu t ở ngoài cũng có t và vừa rồi là thêm cái này thì phải bớt nó đi thêm bao nhiêu phải bớt đi bấy nhiêu, nhiêu vậy là phải cộng trừ biết bao nhiêu nữa đấy là chúng ta phải tách nó ra tách nó ra thì các bạn nghĩ xem nghĩ một lúc xem nào hướng hướng là thế. <laughs> Rồi. Ê xem nhá, T bằng 4 thì bây giờ mình phải thay vào mình tính nhá. T bằng 4 này, bây giờ nháp này. T bằng 4 thay vào đây thì đây là 2T là 8 là 1/8. Vậy chỗ này nó là 1/8. Đúng không? Thế thì nó sẽ bằng bao nhiêu lần 8, cái này là 8 à. Với T bằng 4 ấy, T bằng 4 thì cái này là 8. Thì cái hỏi chấm này sẽ bằng bao nhiêu? Cái hỏi chấm này sẽ là 1/64. Đúng không? Đẩy 8 ra đây. Vậy cái hỏi chấm thứ nhất là 1/64. Cố tình viết 1/64 vào đây. 1/64 vào đây. Đúng không? Rồi, chúng ta cộng 1/64 cái này thì lát nữa phải trừ đi 1/64, trừ đi cái mà chúng ta đã cộng ấy. 16 2T ạ. Rồi ok, xong cái thứ nhất. Đây là 25 phần T. T bằng 4 thì nó là 25 phần 4. Nháp tiếp này. 25 phần 4 sẽ bằng bao nhiêu lần 4? Thế thì cái bao cái hỏi chấm này nó sẽ bằng 25 phần 16. chia 4 sang đây. Vậy cố tình viết này thành 25 phần 16. Để đảm bảo dấu bằng xảy ra đấy. Đấy, cộng 25 phần 16 thì... Sau đó thì chúng ta phải trừ đi 25 phần 16 T. Rồi lại cộng thêm một cái T ở ngoài nữa cộng với t ở ngoài nữa rồi bây giờ rút máy tính ra tính đâu rút máy tính ra tính tính xem nó là bao nhiêu đấy đấy các bạn tính nó xem thì cái hỏi chấm này sẽ là bao nhiêu nhỉ là bao nhiêu đây đây thì thầy tính toán rồi nó sẽ là trừ đó, cái hỏi chấm cái đằng sau còn cuối cùng ấy trừ 17 t chia 32 trừ 1 phần tư để nhắc lại không phải tự dưng mà chúng ta tách được thế này đâu Chúng ta tính toán hết, dự đoán hết rồi Dự đoán dấu bằng xảy ra khi T bằng 4 rồi Sau đó tính toán để cho đảm bảo nó dấu bằng xảy ra khi mình cô si Cô si ở đây, cô si ở đây Còn chỗ này chỉ cần đánh giá thôi Đấy, một cái biểu thức này tách ra như thế Được nhá ừ. Chúng ta có P lớn hơn bằng cái đó P lớn hơn bằng cái này Rồi Thế là mình áp dụng bất đồng thức cô si cái là ra mà Còn hay hơn cả cô si cộng mẫu ấy cái này sẽ lớn hơn bằng đúng không? hai lần căn của uh, hai cái thứ này nhân vào nhau thì triệt tiêu 16 trừ 2t tức là còn căn của 1 phần 64 thôi 1 phần 64 thì là 1 phần 8 1 phần 8 thì chỗ này sẽ là 1 phần 4 đúng không 1 phần 8 nhân 2 còn 1 phần 4 thôi bắt đầu cô si chỗ này nữa nó cũng lại luôn lớn bằng hai căn của hai số này nhân nhau Đó, 25 bình chia 16 25 bình phương chia 16 16 4 bình đấy là 25 phần 4 còn 25 phần 2 vậy chỗ này là 25 phần 2 đấy, 1 phần 4 này đây 25 phần 2 này do t bé bằng 4 t bé bằng 4 nên nhân một số âm bất phương trình đủ chiều cả cái âm này này nó sẽ lớn bằng âm 17 phần 32 nhân 4 thế âm 17 phần 32 nhân 4 rồi còn âm 1 phần 4 ta giữ nguyên Thế vậy từ đây sẽ suy ra Các bạn cứ cộng hết Cộng trừ hết nó lại thì sẽ suy ra P lớn bằng Chắc chắn là ra 83 phần 8 P lớn bằng 83 phần 8 Thông tin bấm máy tính đi 1 phần 4 này cộng với 25 phần 2 này Rồi trừ đi 17 phần 8 này Chỗ này là ra 17 phần 8 đấy 4 chia tiêu 32 mà 17 phần 8 rồi trừ 1 phần 4 Chắc chắn nó sẽ ra là 83 phần 8 Dấu bằng xảy ra khi T bằng 4 Đấy, dấu bằng xảy ra khi T bằng 4. T bằng 4 tương đương với đo T bằng A nhân B đây này. Tương đương dấu bằng ở trên này xảy ra nhé. A cộng B bằng 4 này. A bằng B nữa. Chỗ nào có A bằng B đây. Đây, chỗ này chúng ta cô xin nữa này. Đấy, dấu bằng xảy ra tất cả ở tại tất cả những chỗ mà chúng ta đánh giá. Ờ, các bạn có thể làm tắt một tí. Đúng không? Dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng 4. Xảy ra khi khi A, xin lỗi, A bằng B bằng 2. A bằng B bằng 2. Vậy, P giá trị min, giá trị nhỏ nhất của P là 83 phần 8 Tại A bằng B bằng 2 Thế thôi hôm nay thầy đã chữa xong cái đề của Thái Thịnh rồi Đề này thì nó dễ hơn đề, nó nói dễ hơn cũng chưa chắc đâu Cũng có thể, cái đề thi của chúng ta nó cũng dễ sốc, nên nó không khó đâu Nhưng mà chắc chắn nó sẽ có khoảng 3 bốn câu cũng kiểu kiểu như thế này Chúng ta sẽ có chuyên đề luyện, bất đồng thức cô si cộng mẫu sẽ có chuyên đề để sẽ cho bài tập để làm đấy Rồi là bất đồng thức cô si chúng ta cũng phải luyện thêm đó, dự đoán điểm rơi các thứ tức là các chuyên đề điểm 8, 9, 10 là sắp tới là chúng ta sẽ phải học song song nó là chúng ta sẽ phải đi làm đề đấy, phải làm đề trình bày chi tiết nó ra đấy hiện tại chỉ là 18, tám rưỡi thôi các em nghỉ nhá bạn nào chưa xem thì sẽ phải xem lại video và trình bày là bài lại cho thầy buổi tới thầy sẽ kiểm tra thế còn bây giờ đang thi học kỳ nên là bài tập về nhà của thầy nó ít ít đi hơn nhá các em nghỉ nhá ừ.